Đi khất thực cũng là một phương pháp tu tập tinh thần, khiến cho chúng ta học được sự khiêm cung và sự an tịnh. Đi khất thực không phải là tự hạ thấp mình, ngược lại, giúp cho người bố thí tăng trưởng lòng từ bi và sự tu tập của họ. Đối với họ mà nói, thì đây cũng là một cách tu hành. Nhưng mà mọi người lại cho rằng con đang đi xin ăn con trai à? Xin ăn và đi khất thực là khác nhau. Người đi xin ăn là vì trốn tránh trách nhiệm. Vậy cho nên con và các thầy tỳ kheo dốc hết sức lực để mở cánh cửa giải thoát cho mỗi người sao? Và đúng vậy thưa cha, đi khất thực, những ngạo mạn tự đại ẩn sâu trong lòng chúng ta sẽ theo đó mà giảm dần. Còn đối với người bố thí cũng là cách họ đoạn trừ lòng tham, gột sạch tội lỗi của mình. Love.